Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha anh em ơi. Ở video này thì chung thì bữa giờ đợi tiền vạn nó lên giá một cục kim khoảng tầm 480-500 vạn thì Khải mới bắt đầu anh em vần tiền vạn nè. Anh em vần tiền vạn nó up cấp nè. Nói chung là em vần tiền vạn nếu mà anh mát thì sẽ được khoảng hơn 700, gần 800 triệu á, gần 800 triệu. Nói chung là một cái nó khoảng tầm 750k điểm kinh nghiệm anh em. Khải tí là Khải hiểu đúng không? Nhưng mà anh 1.000 cái thì được 750 triệu, với lại kèm theo cái móc thì nó còn dao động được 800 triệu nè, còn 800 triệu thì tầm này thì gần lên cấp rồi. Khải cũng đầu tư ít anh cho lên cấp rồi, được lên bài boss thì bán lại kiếm lại ít nè. Lỗ thì xác định lỗ hay lời mình không rõ, nhưng mà mình nghĩ sẽ không có lời được. Anh mình không có lời được đâu, chỉ lời được kinh nghiệm thôi nè. Và nếu mà cái lần này anh được 1.000 cái mà khoảng trên 10-12 cái thì mới ra cũng ok đó nè. Tại vì tầm này ép thì tính là ép nó tốt, cũng dao động cũng tầm từ 5 kim hơn thôi nè, 5 kim hơn thôi. Nếu mình thu là được khoảng 12 cái thì mình bán cũng được 3 kim 6 4 kim. 3 kim 6 đến 4 kim thì mình chỉ tốn khoảng 1 kim thì mình được vài trăm triệu kinh nghiệm là ok rồi nè. Ok, và bây giờ thì Đức Khải nhảy thành cho anh em xem và chúng ta bắt đầu ăn nha. Rồi Đức Khải rồi. Rồi kiếm cái cục miếng mắng cánh nhà xe này. Cánh xe cái này rồi mình đây may mắn, nói chung là một cái may mắn nè. Đi đổi cái xu ra từ từ, không đổi được rồi. Tầm này có cách nào đi đổi đợi tí nè. Ok, sau khi đổi xu và butter lại thì ở đây Khải bắt đầu mua may mắn nè. Nói chung cánh cho nó hấp dẫn, cánh cho xe luôn nè. Đây mà may mắn cho xe luôn nè. Từ từ cánh cho ạc dây luôn, bởi Khải anh ạc dây nữa là cánh luôn hai ạc nè. Đâu rồi luôn luôn đây. Ạc dây thì Khải nghe mình xu nè. Nói chung đến bây giờ thì nó được rẻ rẻ nên là mình cũng đầu tư cho ạc mi bàn một ít cho vui. Đây là mình đầu tư chứ không phải là của bang vậy nè. Đây mình đầu tư cho hai ạc cho vui thôi. Được thì được, cũng là của chung, anh em trong bang khỏe một tí là được. Rồi ok. Cặp bớt xu vô rương. Rồi bắt đầu nhảy thành anh thôi nè. Vô bây giờ nó chuyển lại cho ông thứ 5. Rồi bắt đầu dứt. Đây anh ở Tương Dương là cái vậy. Độ một cái hơn chung bạc. Vãi liền hơn chung bạc vậy nè. Độ gần 50 cái. Chưa cái gì 3 cái rồi. Rồi nhẹ thanh thôi. Ui một lên mài bot ngon. Cố gắng kiếm 10 đến 12 cái là đẹp nè. À đúng rồi, một cái được 750k kinh nghiệm nè. Là 1.000 cái thì mình sẽ được khoảng 700 triệu hơn, 750 triệu hơn, với lại đặt móc nữa thì theo từng móc thì tầm 800 triệu nè. Tầm 800 triệu một lần anh em mình này. Đủ gì mới một cái ta. Gần 200 mấy mới một cái rồi, nhảy thành khác rồi. Bèo kiếm vài cái xem một cái ít vậy. 10 cái rồi. Gần 150 cái rồi. Chưa cái gì, mới một cái thôi nè. Đủ xanh. Mình cần đồng kiếm vài cái này. Nói chung anh là hên xui thôi nè. Nói chung là lần này mình up chắc chắn mà lên 106 rồi. Bữa giờ tiền vạn tầm này rẻ rẻ mình mới up anh em. Hôm qua anh em thấy không, 6k vạn mà giờ còn hơn 6k vạn giờ còn 5k thôi. Chuẩn bị bán ít kiềm nữa, chuẩn bị cần chiến cho bang nữa. Đầu 250 rồi anh em ơi. Gần 250 cái mới có một cái vãi lên. Một vòng ho. Đụng chỗ này qua là mang bách tiếp tục. 250 rồi đấy. Đủ lên ba đâu. Kiếm chục cái, 12 13 cái đó gỡ ho anh em. Lỗ một kim hơn cũng được anh em. Hai cái. Gỡ đi anh em ơi, đủ 3 cái, ok đẹp lắm anh ơi. 4 cái, ngon, thêm 1 cái nữa không? Ok, 4 cái này mình nhảy thành khác đi. Thường là mang bách rồi đúng không? Giờ mình chơi đại lý bách. Đó, 4 cái này, kiếm 10 cái này, 10 cái là đẹp nè, 12 cái là đẹp. 10 cái này, 12 cái là được đẹp anh em. Mới 4 cái rồi, lên đi anh em. Nhảy coi. Hai ô trống ở dưới kìa. Hai ô trống ở dưới kìa. Gần 500 cái rồi nè. Hai ô trống ở dưới kìa.
Còn úp cốc rồi. Đủ xanh ra đứng. Hai trống dưới không ăn cái nào luôn em ơi. Hai ô trống ở dưới kìa. Rồi xong, hết 500 cái, mới có 4 cái lệnh bài thôi. À, đại lý Vượng Kinh Dương Châu Đông luôn. Hai ô trống dưới kìa. Đủ bụp bụp phát ơi. Đồ cành quá, mới có 4 cái thôi em ơi. Phải 10 cá trở lên thì mới ra mới ok được nè mà. Ôi dùng bạn cho nhiều vậy. Để mày boss lâu. Đủ hết 450 cái rồi. 550 cá rồi chứ. Vẫn chưa thấy gì nè. Vẫn chưa thấy gì. Trong phần tường. Tường dương đông. Vẫn chưa thấy cái gì luôn. Hấp cấp là chắc là nè. Vấn đề là bao nhiêu để mày boss được có thể bán này. Ôi gần 700 cái rồi. Vãi lên. Mới 4 cái mày ta. Úp cấp. Úp cấp là thành 500 nhắn đẹp. Đó. Đó. 500 thân pháp nè thấy chưa. Ê, Khả đánh tống kim là thông Khả thanh dùng đam cao nè. Trời ơi, còn 250 cái thôi, phải đi. Ba đâu? Ba đâu ta? Chỗ nào? Đủ xanh thì mới 4 cái vậy trời. Mới 4 cái vậy. Gì nhỏ vậy ta? Ra đi anh em. Mày boss đâu? Đù gì vậy? Mày boss đâu trời? What the hell gì 4 cái vậy? Ui da. Kinh vãi rồi. Còn 162 cái thôi anh em, vãi lên rồi. Mày boss đâu? Trời ơi, gần 500 cái cuối không ra cái nào luôn. Năm cái. Ôi ra đi đủ kiếm 10 cái rồi chó rồi. Còn 100 cái thôi em ơi. Trời ơi, gần ngàn cái mà gì vậy? Ui da, chứ còn năm mấy cái trời. Thôi á, chịu luôn á. Bỏ tay luôn á. Nhỏ rồi, nhỏ rồi. Đủ xanh. Nhỏ rồi. Rồi, 6 cái. Lên đi. Đủ xanh 10 cái đi. Mới 6 cái thôi em. Vãi lên còn ba mấy cái à. Đủ thảm quá nè mày. Mình đang đúng đen luôn nè mày. Đúng đen luôn. Nhiều anh em trong bang ăn đủ xanh nhiều vãi lên. Trời ơi, má được 6 cái vãi lên. Má 1.000 cái được 6 cái đầm mờ. Vãi lên, bót tay. Trời anh em thấy không? Má đen, đúng đen luôn trời. Hồi trước Evan trước ăn được 12 cái, Evan ăn được 6 cái à. Vãi lên. Thôi á, đồ thiệt em đúng một số nhỏ chịu rồi em ơi, đậu xanh. Má gì mà nhỏ vãi lên. Má đúng đen luôn trời. Gì mà 146 cái hơn chương bạc. Vãi vãi cả chương. Được 6 cái. Đồ đúng nhỏ luôn nè. À, vãi liền. Có 6 cái rồi. Tính tiền cho anh em xem này. Cái này 200 triệu là khoảng 500 xu. Cái này khoảng 350 vậy. 350 nhân 6 nhiều rồi. 350 nhân cho 6. 2 kim 1. Đủ xanh thu là được có 2 kim 6 à. Vãi lên, 2 kim 6 lỗ lỗ 2 kim 4, vãi lên. À, chịu luôn nè. Chung nhỏ vãi lên. Đúng nhỏ luôn nè. Rồi, không sao cả, nói chung thì mình được kinh nghiệm nè.
Mình thì công nhận mình quá đen, mình không được vật phẩm gì nhưng mà mình được kinh nghiệm nè. Tính ra hai game mới được 700 triệu, tính ra cũng được. Và tầm này Khải bỏ thêm 1.000, bỏ thêm 2 kim nữa, anh cái Evan. Hôm qua Khải ăn được bao nhiêu cá Khải chưa biết mà được, Khải ăn tiếp tục ăn Evan này luôn. Hôm qua Khải ăn chắc khoảng tầm 10 cá rồi. Evan này 1.000 dạng. Evan này úp cấp luôn nè. Biết úp được hay không, được 500 triệu à. Thôi Evan bạc này khỏi ăn luôn đi, đậu xanh. Chứ mình không có duyên nào nè mày. Ăn bạc toàn lỗ. Thôi, được cái này đỡ trời giả tổ dần dần cắn nè. Đó, cái này trời giả tổ dần dần cắn gia đình ăn mà thôi, khỏi nè. Cái tiền vàng nữa bị không thành. Rồi cái này nộp bao này. 1.400 cái, Khải nộp được 1.400 cái nè. Top 7. Trời ơi, có khi cơ xuống top 8 luôn á trời. Rồi, nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ cho nha anh em ơi. Đó, nói chung thì anh Matt Evan thì được khoảng tầm 800 mấy chục triệu nè. 800 mấy chục triệu Evan tiền xu á. Ủa, Evan tiền vạn chứ. 800 mấy chục triệu á. Đó, được 800 mấy chục triệu thôi nè. 800 mấy chục triệu. Nói chung là up cấp lên được thêm 10%. Lúc nãy là 7 mấy phần trăm, nói chung là được khoảng 40% nè. Khoảng được 40%. Rồi, nói chung thì nhỏ rồi em ơi. Nói chung anh Evan tiền vạn Khải lỗ sắp mặt rồi, được có 6 cái là quá lỗ rồi. Chung thì thôi, lỗ thì chịu thôi, anh em được kinh nghiệm cho ạc chính là được rồi. Chung là bán lại chắc được khoảng tầm 2 kim 6 như nãy Khải tính thôi. 6 cái lệnh bài boss thì 1, 2 cái 700 xu mà nhân cho 3 lên thì 700 nhân cho 3 lên thì double lên thì còn được 2k21 với cái cục hiện chân đơn cho 500 xu thôi. Thì được khoảng tầm bạch chân đơn chứ. Anh em ban lấy không, xúc không, thêm xu nhanh. Đó, chung là lỗ nè, không có lời, nhưng mà được kinh nghiệm nha. Rồi nói chung thì Khải ở video, Khải sẽ tiếp tục anh Evan nghe mi nha anh em, anh cho anh của Duy nha anh em. Nói chung của Duy chưa anh Evan tiền xu á, Khải cũng đầu tư cho Duy một tí, coi như là cái tiền thơn ngồi anh em. Thơn ngồi hiện tại tầm này là 4.5 kim. Thì người ta mới ăn dùm anh em. Nhưng mà Khải thì anh free cho Duy luôn. Để Khải làm clip mới cho anh em xem nha.